Một vạch kẻ. Vạch thì các bậc phụ huynh có thể dùng phấn hoặc dùng than để kẻ. Trước tiên, các bậc phụ huynh cho các con khởi động các khớp cổ tay, cổ chân. Ngoài ra, bố mẹ có thể cho các con khởi động thông qua đi theo sau. Chân xoay một vòng, cười lên, chúng mình làm lại nha. 1 2 3. Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vào.